Hôm nay sẽ nói về cái nhóm lệnh dữ liệu. Đấy. Thì nhóm lệnh này thì gồm có các lệnh như là MUB, ADD, Search, SHG, SHG, Deep, INC, DEX và CMB, vân vân, MUB vân vân. Và sẽ tìm hiểu lần lượt nhóm lệnh dữ liệu từ một thanh ghi vào thanh ghi A, ta chuyển dữ liệu từ một thanh ghi nào đó vào thanh ghi A. Đấy. Thì mã lệnh sẽ như thế này. Bắt đầu từ 11101, N1, N2, N0. Và các lệnh nào nó chiếm một byte và thời gian thực hiện là một chu kỳ máy. Chức năng là nó sẽ chuyển một thanh ghi RN vào cái thanh ghi A. Đấy. Nội dung của thanh ghi RN thì nó vẫn được giữ nguyên. Chẳng hạn như là giả sử một cái thanh ghi R0 nào đó có nội dung là 32H. Đấy. Lệnh của nó sẽ như sau: MUB A R0. Kết quả thì nó sẽ vì là nó chuyển cái nội dung thanh ghi của R0 này vào thanh ghi A, nghĩa là thanh ghi RA sẽ có nội dung là 32H và R0 thì vẫn có giá trị là 32H. Đấy. Lệnh thứ hai là lệnh chuyển ô nhớ trực tiếp vào thanh ghi A. Lệnh này được cú pháp như sau: MUB A director. Mã lệnh của nó sẽ là 111 00 101. Lệnh này sẽ chiếm chiếm 2 byte và thời gian thực hiện là một chu kỳ máy. Chức năng của nó là nó chuyển nội dung của ô nhớ vào trong RAM, nội dung có địa chỉ trực tiếp ở byte thứ hai của thanh ghi A. Trực tiếp có nghĩa là địa chỉ của ô nhớ được ghi ở trong lệnh. Giả sử ô nhớ có địa chỉ là 30H, lưu nội dung là 32H. Nếu nó thực hiện lệnh là MUB A 30H thì nó sẽ chuyển đây này, nên nhớ là địa chỉ là 30H, địa chỉ là 30H. Trong lệnh này thì nó sẽ được thực hiện là nó chuyển 30H vào thanh ghi A. Đấy, chuyển nội dung của ô nhớ 30H vào A. Đấy. Xong thanh ghi A, kết quả là A sẽ có giá trị là bằng 32H. Lệnh chuyển ô nhớ gián tiếp vào thanh ghi A. Cú pháp là MUB A A cộng và nó sẽ chuyển cái nội dung ô nhớ trong RAM nội có địa chỉ thanh ghi này. Đấy. Thanh ghi A cộng tiếp đây. Đấy, vào thanh ghi A. Ta giả sử nội dung ô nhớ là 70H. Ô nhớ có địa chỉ là 70H chứa trong nội dung là OB 8H. Nên nhớ là ô nhớ là 70H nhé, có chứa nội dung là OBH. Như vậy khi ta thực hiện lệnh A cần rổ. Đấy, nó có nội dung là thì nó sẽ chuyển cái kết quả của chuyển nội dung ô nhớ R0 này vào vào thanh ghi A. Đấy. Mà R0 nội dung R0 thì có nội dung là 70H. Đấy. Mà 70H là một cái ô nhớ có địa chỉ là 70H. Đấy. Có chứa nội dung là OB 8H. Đấy. Cho nên thanh ghi A sẽ có giá trị là OB 8H. Để nạp dữ liệu thanh ghi 8 bit 8 bit vào thanh ghi A, người ta thực hiện lệnh MUB A data. Mã lệnh nó sẽ là 0111 0100. Lệnh là lệnh 8 bit mà. 8 bit nó thực hiện D0 đến D7. Lệnh này nó chỉ chiếm 2 byte trong thời gian thực hiện là một chu kỳ máy. Chức năng là nó sẽ nạp 8 bit từ D0 đến D7 vào thanh ghi A. Ta giả sử A có nội dung là 47H, dữ liệu trực tiếp là 32H. Lệnh là MUB A thăng 32H. Đấy. Thì nó sẽ nạp dữ liệu của 8 bit từ D0 đến D7 vào thanh ghi A. Mà dữ liệu trực tiếp của nó là 32H. 32H. Cho nên thanh ghi A sẽ có giá trị là 32H. Từ
từ D0 cho đến D7 nó sẽ là 011, 00, 10. Và giá trị cuối cùng là giá trị chưa biết cho nên nó có giá trị là B. Chuyển dữ liệu từ thanh ghi A vào thanh ghi. Cái này thì dễ rồi. Cú pháp của nó là RNA. Lệnh này sẽ chiếm một byte và thời gian thực hiện là một chu kỳ máy. Giả sử A có nội dung là 7447H, khi đã thực hiện lệnh MUC R0A sẽ có kết quả là nó sẽ chuyển nội dung của thanh ghi A vào R0. Và nội dung của thanh ghi A là 47H, cho nên là R0 nó sẽ có giá trị là 47H. Và A cũng có giá trị là 47H. Các lệnh sau thì sẽ tìm hiểu ở phần sau. Bây giờ sẽ qua rất nhiều các lệnh khác. Lệnh bóp bớt. Lệnh cất nội dung ô nhớ trực tiếp vào ngăn xếp. Thì cú pháp của nó sẽ là bớt director. Mã lệnh sẽ là 11000. Toàn bộ còn lại là 0. Lệnh này chiếm 2 byte và thời gian thực hiện là 2 chu kỳ máy. Chức năng là nó sẽ cấp nội dung ô nhớ có địa chỉ director vào ô nhớ ngăn xếp. Con trỏ ngăn xếp SD sẽ tăng lên 1 khi lưu nội dung. Chẳng hạn như là có nội dung là ta thực hiện câu lệnh là bớt bớt A chẳng hạn, thì nó sẽ cất nội dung ô nhớ có địa chỉ là có địa chỉ là A này vào ô nhớ ngăn xếp, và con trỏ ngăn xếp sẽ được tăng lên 1. Con trỏ ngăn xếp sẽ được tăng lên 1. Lệnh pop thì lệnh này nó sẽ lấy dữ liệu từ ngăn xếp và nó trả về ô nhớ trực tiếp. Ví dụ như lệnh pop director, mã lệnh sẽ là 1101 và toàn bộ số lại là 0 hết. Lệnh này sẽ chiếm 2 byte và thời gian thực hiện là 2 chu kỳ máy. Chức năng là nó sẽ lấy nội dung ô nhớ ngăn xếp và nó trả về nội dung ô nhớ có địa chỉ là director. Ta chẳng hạn như là nội dung ô nhớ là cho nội dung ô nhớ là 32H, thì khi thực hiện ta thực hiện lệnh pop pop nội dung ô nhớ nằm ở box A chẳng hạn, box AX thì nó sẽ lấy nội dung ở ô nhớ là 32H và nó trả về cho ô nhớ có nội dung là AX. Lệnh trao đổi dữ liệu giữa thanh ghi với thanh ghi A thì cú pháp nó sẽ là XCHA và cái thanh ghi đó. Mã lệnh nó sẽ là 11001 N1N2 đến N0. Lệnh này chỉ chiếm 1 byte và thời gian thực hiện là 1 chu kỳ máy. Chức năng nó sẽ là trao đổi nội dung của thanh ghi RN cho thanh ghi A. Lệnh ví dụ lệnh thanh ghi A là 35H và R cái giờ không có là 70H, thì khi thực hiện lệnh XCHA0 nghĩa là nó sẽ trao đổi nội dung của R0 này vào cho A sẽ là 70H và R0 sẽ là 35H.
Tương tự cho các trường hợp còn lại, các nhóm lệnh số học, nhóm lệnh số học, lệnh cộng ADD, ARN thì mã lệnh nó sẽ là 00, 10, 1, N1, N2, N0. Lệnh này chỉ một byte và thời gian thực hiện là một chu kỳ máy. Chức năng nó sẽ là cộng nội dung thanh ghi A với nội dung thanh ghi RN, kết quả sẽ được lưu vào thanh ghi A. Lệnh này sẽ ảnh hưởng đến thanh ghi trạng thái. Giả sử là A có nội dung là 0D9H và R0 có nội dung là 0B8H, khi ta thực hiện lệnh ADD AR0 thì nó sẽ thực hiện là nó sẽ cộng và cách là nó sẽ cộng thanh ghi A, nội dung thanh ghi A cho nội dung R0. Đấy. Và chính vì cộng hai thanh ghi này nó sẽ cho ra một giá trị là 91H. 91H này sẽ được, kết quả này sẽ được lưu trong thanh ghi A. Do vậy thanh ghi A sẽ là có nội dung là 91H. Và cờ nhớ nó là sẽ là vì trong quá trình cộng có nhớ cho nên là bằng 1. Tương tự cho các trường hợp còn lại. Lệnh trừ là lệnh sub lệnh trừ thanh ghi A cho thanh ghi RN. Thì lệnh này chiếm một byte và thời gian thực hiện là một chu kỳ máy. Giả sử ta có A có nội dung là 0B9H, thanh ghi R0 có nội dung là 5AH, cờ nhớ C qua đây đấy, bằng 1, thì lệnh khi thực hiện lệnh sub B AR0 thì kết quả nó sẽ là kết quả nó sẽ lấy khi ta thực hiện lệnh sub A R0 thì sau khi thực hiện lệnh nó sẽ lấy kết quả của thanh ghi A cộng cho nội dung kết quả có trong thanh ghi R0, lấy kết quả quả lấy cái nội dung có trong thanh ghi A cộng cho nội dung có trong thanh ghi R0 và nó sẽ bằng, sau khi nó cộng lại với nhau thì nó sẽ bằng là 5E. Và cờ nhớ trong trường hợp này là nó cộng nó không có nhớ nên là cờ nhớ nó bằng 0. Lệnh tiếp theo là lệnh tăng nội dung thanh ghi A. Lệnh này cú pháp là in C A, nó sẽ tăng lên một đơn vị. Lệnh này chiếm một byte và thời gian thực hiện là một chu kỳ máy. Mã lệnh sẽ là 4 số 0 ban à 5 số 0 ban đầu tiếp đến số 1 và 2 số 0 ở cuối. Giả sử A có nội dung là 35H, khi ta thực hiện lệnh in C A thì kết quả vì nó tăng lên 1 cho nên ta phải cộng lại, ta lấy nội dung ở trong thanh ghi A cộng với 1H nữa trả ra 36H. Các lệnh còn lại, dù lệnh dip này chẳng hạn, lệnh giảm khi thực hiện lệnh thì nó sẽ giảm đi thanh ghi số 1, chẳng hạn giả sử R0 là 35H, khi ta thực hiện lệnh dip này R0 này thì kết quả nó sẽ là 34H, nó trừ đi 1. Các lệnh như là lệnh nhóm lệnh logic thì nhóm lệnh logic sẽ được tìm hiểu ở phần sau.